nhìn đi kìa. Mấy con quỷ này. Nó đi theo á, đi theo á, đi theo nơi nè. Đi nè, đi 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 đi. Nữa đi, nữa đi. Không, đưa ra lại nghe mùi lẩu dê. Ủa, không có cỏ kìa. Trời ơi, nó quýnh nhau Thịnh ơi. Nó giành nhau quá Thịnh. Rồi Thịnh cho nó ăn Thịnh. Không phải. Nó cầm á. Trời, nó giành nhau kìa. Nó đánh nhau, nó đánh nhau. Đánh nhau kỳ quá à. Bây giờ mình sẽ đi vườn thú nha cả nhà. Vườn chim thú. Ở đây là miễn phí vé cả nhà. Đây, mình đi vô đây. Wow. Nơi. À, ra vô là có một cái sợi xích rồi cả nhà. Rồi, xin mời vô. Làm như vậy là để cho chim thú nó không có bay ra ngoài nữa nha. Bắt đầu nha, từ bên trái nha. Đầu tiên sẽ là gà sao nha cả nhà. Mình sẽ đi theo hướng Nam Quan. Vừa vô thì mình vô bên tay trái nha. Ồ, con gà đó đó. Đi, đâu mình nhìn coi con gà sao đâu. Ý, có hai con đó, con gì, con hươu hả? Mẹ lộn á, đây không phải cá sấu, con gà sao. Dê nè. Từ từ chút xíu nó gặp liền. Dê, có dê, gà sao đâu, không thấy. Đây đó. Chim cò. Con cưỡng hồi xưa bà nội em có nuôi á. Quá chừng luôn. Đâu Thiên An đâu? Ủa nó đó hả? Coi nơ tự đi qua luôn kìa. Coi ghê không? Nơ ơi, coi chừng nha. Thịnh ơi. Nó sợ không? Nơ, Thịnh đang quay phim mà. Nó nhìn mẹ nữa. Qua đây nè. Ra qua đây. À. Dễ thương không nơ, dễ thương không? Con đà điểu à. Ờ, qua đó đi. Con gấu đen nè cả nhà. Có hai con gấu đang soi nước và một con gấu leo bên kia. Đây đây có một con gấu. Đang thừa lùi đi, người không thấy. Rồi, tưới nước kìa. Hả? Không, nó đi. Nó bỏ chân xuống đi con. Gì đâu, trời ơi, bỏ xuống kìa, kìa đó, nó bu chân ba quá chừng kìa. Nè con, nó, cá nó bu, nó mắc ra cá mọi người 20 ngàn.
20.000 ngồi thư giãn, ngồi muốn bao nhiêu thì ngồi. Đã lên. Ở đây mấy ông bố ba mẹ ngồi đây chờ. Đúng rồi. Đó nó can đảm chưa? Chờ chút xíu nha, cá sẽ xuống liền, cá sẽ tới liền. Đây nhìn ba nè đó. Cá buông chân ba kìa, thấy chưa? Nè, nè, cá đang giúp mình đó nè. Nè đúng cá rồi, cá đang giúp để massage đó. Mà cái chân nghe sạch à. Đâu có. Đứng thử xuống đây. Chút xíu đi, chút xíu đi là nó bung lại liền à. À nó qua kia ngồi như chạy kìa, nó ngồi bên kia mẹ mẹ. Anh qua kia ngồi giùm em. Đây thôi đã quá. Trời ơi coi nè, nó bu đầy chân tôi luôn. Trời chân tôi nơ, trời ơi nơ kìa nơ. Bỏ chân xuống đi, bỏ chân xuống đã lắm nè. Nó không can đảm gì hết. Nó bỏ xuống đi chơi, chơi cho khoe Ken. Về khoe Ken với Mai. Bu chân hình nè à. Nên phải bỏ chân xuống mới can đảm dữ nữa. Bỏ chân xuống nhột mới đã. Từ từ. Nè nó đứng đó, nó ướt đồ. Ướt quần, bỏ chân xuống. Đó, nó đứng đây. Rồi dựa cho người ta đi. Đâu để mẹ coi con cá, con cá có gì có dám lại chỗ nơ không nha. Đừng động đậy chân nha, đừng động đậy chân, đừng động đậy chân. Nó đừng có động đậy chân. Nơ nghe không? Đó là để chân nghiêm đi, để chân nghiêm đi, đừng đồng lại, giống ba đâu. Nó động đi, chân ba là cá chạy á. Cá ơi, lại đây chơi chị Nơ nè, cá ơi. Cá ơi. Đó, nó lại đó. Cá ơi. Nhưng mà đi im thì cá mới lại cắn chứ. À. Đang mát xa cá cho bà kìa. Để im chân đây con. Để chân xuống. Để chân xuống. Đó lại đó. Bạn ơi lại đây chơi. Bạn ơi lại đây nè. Lấy tay dùi vô thang đi con.